Kính viễn vọng không gian James Webb được đặt tên để vinh danh ai? Một nhà vật lý, một nhà thiên văn, một lãnh đạo NASA hay là một phi hành gia vũ trụ? Xin mời bạn. Vật lý thì có lẽ là không phải. Phi hành gia vũ trụ thì em nghĩ sẽ là hơi vô lý. Bởi vì thường người ta sẽ vinh danh những người đầu tiên đặt chân vào vũ trụ hoặc là những người có một cái sự kiện gì đó đặc biệt. Em đang phân vân một chút giữa nhà thiên văn và lãnh đạo NASA. Một nhà thiên văn. Nhưng nếu như đáp án là một nhà thiên văn thì lại đơn giản quá. Nhưng nhà thiên văn thì lại hợp lý nhất. Nhưng cũng có thể ông ấy là lãnh đạo NASA. Coi như là cuối cùng cả bốn phương án vẫn còn nguyên đấy. Em không có dữ kiện gì cho câu này. Quả thực cái tên này em mới nghe lần đầu. Quả thực em rất muốn được mạo hiểm thử một lần. Em nghĩ rằng để mua nhà thì 2 triệu hay 14 triệu thì cũng như nhau. Em sẽ đánh liều một phen, em lựa chọn phương án C, một lãnh đạo NASA. C, một lãnh đạo NASA. Dạ. Tại sao em lại lọc phương án một nhà vật lý ngay từ đầu? Vì vật lý thực ra kiến thức vật lý rất quan trọng cho vấn đề liên quan đến thiên văn vũ trụ. Phương án trả lời chính xác của câu này sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi không còn quyền trợ giúp nào và anh ấy quyết định liều. Vì theo anh ấy thì 14 triệu hay 2 triệu thì mua nhà cũng khó như nhau. Và phương án C là một phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Một pha liều đáng đồng tiền bát gạo. Kính thiên văn không gian James Webb được phóng lên vào lúc 19 giờ 20 phút giờ Việt Nam ngày 25 tháng 12 năm 2021. Kính được đặt tên để vinh danh James Edwin Webb, người lãnh đạo NASA từ ngày 14 tháng 2 năm 1961 đến ngày 7 tháng 10 năm 1968, thực hiện các chương trình Mercury, Gemini và Apollo. Tức là ông có rất nhiều đóng góp cho NASA. Dạ. Rồi. Với suy luận của em thì em sẽ có một tấm séc 22 triệu đồng. 22 triệu của em. Em dạ. Muốn cầm hay là anh để đây? Chắc chắn là chơi tiếp rồi ạ. Chơi tiếp tức anh cứ để đây luôn đúng không? Dạ, dạ. Ừ, cứ gửi tạm vào đây. Rồi, 22 triệu đồng.